Xin chào bà con nha. Đây là mọi người, Út qua cho mọi người coi. Bây giờ thì xe nhà Út sẽ vận chuyển đi một nơi rất là xa mọi người, đất sông đất nông lận. Thì đây là 3.000 em chim cút nha. Đây này Út đi xa như vậy thì ở trại Út là đóng mấy cái thùng này để vận chuyển cho nó an tâm mọi người, nó ấm áp, con chim cút cũng như là chim trĩ nó không có bị hư chân đó mọi người. Cho nên là Út bỏ vô mấy cái này. Đây nè mọi người. Đó, ở đây. Đây bà con ha. Đây nè. Đó, mọi người thấy ghét không? Đây. Tại vì vận chuyển đi xa cho nên là mình phải kỹ mọi người. Chứ cái này đi từ đây mà lên tới đất sông là mấy tiếng anh Sơn? Cũng 5 tiếng á. Mấy? 5 tiếng. 5 tiếng hả? 5 tiếng mọi người. Mình để đây nó ấm, với lại là cái thùng muôi bạc á, cho nên là nó sẽ kín mọi người. Với lại mình nhớ là chưa một cái lỗ để cho nó thở, trao đổi không khí nha. Đó. Nó ra, con ra. Nó chui ra là nó nằm trên thùng. Nhưng mà để sát sát nhau nó không có chui được. Sát Nhưng mà bỏ hai cái thùng ấp lên. Không sao em. Đây bà con. Không sao em làm cái con chim cút nhỏ hơn xíu. À dạ. Đặt nhỏ hơn xíu. Để đặt cái lỗ nhỏ hơn. Đặt dưới thôi, trên này là được rồi. Đúng rồi, cái lỗ thùng gì đây? Lỗ dài dài. Cái này là thùng ấp để dưới anh. Để dưới mà. Dạ cái đó. Dạ. Hai cái thùng á. Coi cái thùng này bỏ cái bít vô, bỏ cái ấy vô chưa đã nè. Khoan, để em coi. Rồi cái này có rồi. Cái kia có chưa? Mở ra coi. Chưa hả? Bỏ vô luôn, cái đó bỏ vô luôn anh Sơn. Có cám cái gì không? Có một bao cám cút nữa. Tại trên đó không có. À mọi người, mấy cái con chip cút nhỏ như thế này á, là bà con mình là phải mua cái cám cút nhỏ nha mọi người. Cám cút nhỏ thì nó mới ăn, nó mới lớn được. Cám của Út là Út mua hãng Cargill ha. Trời, nó ăn nó mau lớn ghê lắm mọi người. Trời, Út cho ăn cỡ chừng 1 tuần 10 ngày là nó to lắm. Nhiều anh em nuôi cỡ tháng không to, Út nuôi cỡ chừng 2 tuần đâu. Tại vì cái con đó nó ăn ngày đêm mà. Nó ăn mạnh lắm. Nó để vậy được không? Ủa sao không nhét vô trong này? Không khỏi được, nãy nó chịu khỏi. Vậy hả? Bầu cám bắn nữa là ok. Tại nhét vô trong thùng cho mấy con nó xa xuống mệt đâu. Không, anh xin được có bầu cám anh bỏ lên. Đó mọi người đây. Sáng chủ nhật 3.000 con mọi người. Với lại là mọi người yên tâm khi mà mua cút bên trại Út á, là tới nơi có một con nó bò ra. Ui, hai con rồi, ba con. Ui. Nó nằm đó thôi. Ừ. Hơn một vài con nó ra thì nó nằm. Tại mấy con đó chắc nó nhỏ quá. Ôi chúng nó kìa. Tại vì cái hộp nó hơi to phải không? Lỗ hơi to. Con mà nhỏ ốm là nó sẽ ra. Chim trĩ thì nó không ra, nhưng mà tại cái hộp này đặt để cho chim trĩ á. Chim trĩ với vịt gà cho nên chim cút nó hơi nhỏ. Nãy đang nói cái gì quên mất tiêu rồi. Đây nè mọi người, đây là cái cám nha, đây là cái bao cám nè. Đó. Cái bao cám này là cái mã số là 5.400 ha, thức ăn hỗn hợp cho chim cút con này từ 1 đến 35 ngày tuổi của hãng Cargill nha mọi người. Hàm lượng protein nó hơi cao á, hình như là 22% hay sao mọi người. Đó. À nãy Út đang nói tới cái vụ mà giống thí dụ đi xa như thế này mà nếu mà nó có bị hao hụt trên đường đi hay gì á là bên Út sẽ lấy những cái con đó bỏ ra, loại ra hết nha mọi người, không có tính vô cái tiền ha, nên bà con cứ yên tâm. Xa thì, nhưng mà mọi người thấy không, mỗi lần đi là phải có cái xe như thế này để đi á, chi phí nó hơi cao, cho nên là nếu mà 1.000 con trở lên á thì Út mới hỗ trợ để vận chuyển cho bà con mình được. Chứ còn mà nếu mà bình thường á thì ít quá thì Út không có thuê xe được á mọi người. Đây nè. Đấy. Rồi được rồi, anh đóng lên đi. Thì cái hộp đó là cho gà. Mình nó còn gỡ ra, dán băng keo là hết nha. Có ra. Dán vòng dưới thôi. Dính lông nữa. Không, không sao đâu. Người ta vẫn vận chuyển bằng cái thùng này mà. Nó chỉ ra một ít thôi chứ. Còn nếu mà ra nhiều thì số đã định rồi. Đó, lấy cái gì đậy lên không? Bà còn quên cái gì không ta? Không quên nhiều nha. Không. Để chút nữa em gửi cái hóa đơn qua cái Zalo cho anh. Dạ.
Đó, chia sẻ bà con vậy nha. Đây nè, đi cái xe nhỏ nhỏ vậy thôi mọi người, cho nó không có bị kiểu nó rung lắc, nó sọc sệt đó, để cái con chim giống của mình đi nó an toàn hơn. Đây nè mọi người, đó, để quay video chia sẻ vậy cho bà con mình. Nếu mà bà con nào mà cần chim cút giống mà chất lượng á, bên Úc thì mọi người cứ yên tâm, cái con nào có vấn đề gì là cứ loại ra thôi, không cần phải trả tiền gì đâu. Cho nên là mọi người cần thì gọi về trại của Úc ha. Bye bye, hẹn gặp lại bà con ở những video sau nha. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký thì xem được những cái video sớm nhất từ trại Úc Boss lên nha. Hẹn gặp lại bà con nha. Chúc Boss Tài đi thượng lộ Bình An nha. Rồi đi lên tới nơi thì điện em hả? Có gì nãy anh điện của anh Điền chưa? Chưa hả? À rồi rồi. Dạ, dạ dạ. Rồi rồi để em báo bên đó. Không?